Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa, thị sát dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khe và làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh. Thăm làm việc tại Formosa Hà Tĩnh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là sau khi đưa lò cao số 2 đi vào vận hành, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp ngân sách, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Formosa coi trách nhiệm bảo vệ môi trường tại Việt Nam như đối với quốc gia của mình. Đến thị sát dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nói chuyện với người dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, trưởng ban Kinh tế Trung ương chia sẻ những khó khăn, hệ lụy do việc triển khai dự án trong hơn 10 năm qua. Qua chuyến thực tế này, đoàn công tác sẽ có những đề xuất tham mưu với bộ chính trị, quốc hội, chính phủ nhanh chóng xem xét để có những quyết định cuối cùng trên tinh thần chung là phát triển bền vững. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo hỗ trợ địa phương triển khai chương trình phát triển kinh tế vùng dọc ven biển Bắc Trung Bộ, hỗ trợ đầu tư một số dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công. Riêng đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, đề nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo sớm xem xét cho dừng, chấm dứt dự án. Đồng thời chỉ đạo giải quyết tồn động, khôi phục phát triển kinh tế xã hội các xã chịu ảnh hưởng của dự án. Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, Hà Tĩnh đang triển khai điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và tỉnh mong muốn ban kinh tế trung ương hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư sớm hiện thực hóa quy hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, tăng trưởng cao của Hà Tĩnh trong những tháng đầu năm góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, không để gây áp lực lớn đối với môi trường. Đối với kiến nghị dừng khai thác mỏ sắt thạch khê, quan điểm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ là cái gì có lợi cho dân, cho đất nước mới làm, cái gì có hại phải tránh. Qua tham quan và nghe báo cáo, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng ghi nhận đánh giá cao Hà Tĩnh trong quá trình phát triển tam nông, xây dựng nông thôn mới.